Xin chào tân sinh viên khóa 27. Từ ngày 13 tháng 9, tân sinh viên chương trình tiêu chuẩn chính thức bắt đầu học online. Đối với sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt, lịch học dự kiến bắt đầu từ 20 tháng 9. Phòng đào tạo sẽ gửi thông báo về thời khóa biểu cho sinh viên. Có hai cách để bạn kiểm tra thời khóa biểu. Cách 1, bạn đăng nhập vào cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ online.vlu.edu.vn và tra cứu mục lịch học ở thanh menu bên trái. Sinh viên có thể xem thời khóa biểu theo tuần hoặc theo thứ tiết. Thời khóa biểu sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về các môn học để bạn theo dõi. Cách 2, bạn đăng nhập email sinh viên Văn Lan và xem thông báo trong hộp thư inbox. Với số tiết trong thời khóa biểu, thời gian học của sinh viên sẽ tương ứng với các khung giờ vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Tùy theo chương trình đào tạo, các môn học được triển khai online ở học kỳ 1 của sinh viên khóa 27 hầu hết là các môn thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương nhằm trang bị kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội, lý luận chính trị, pháp luật, môi trường và con người, các môn kỹ năng, ngoại ngữ, định hướng ngành nghề giúp sinh viên quen dần với môi trường học ở đại học. Đối với chương trình đào tạo đặc biệt, các ngành phải tuân thủ khái niệm môn điều kiện tiên quyết, môn học trước, môn học sau, do đó các môn học được sắp xếp theo quy luật này và quy luật tích lũy dần tín chỉ. Nhà trường áp dụng mô hình Blended Learning, phương pháp kết hợp học online và offline cùng mô hình lớp học nghịch đảo Flipped Classroom phổ biến trong giảng dạy online trên thế giới. Câu chuyện chuyển đổi số thật sự đối với các trường trong cái thời giai đoạn hiện nay là chuyện bắt buộc phải làm, bởi vì với cái tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp như thế này thì chúng ta không thể nào bắt sinh viên phải đợi cho tới khi mọi việc nó trở lại như bình thường và trở lại trường học như bình thường, mà chúng ta phải duy trì một cái lộ trình học tập cho người học đúng theo tiến độ, và họ phải tốt nghiệp đúng theo tiến độ, họ phải bắt kịp với những cái thay đổi. Thì từ năm 2018 thì trường bắt đầu với cái nghiên cứu đầu tiên, đó là xây dựng cái hệ thống bài giảng online và đào tạo trực tuyến cho một cái thí điểm trên cái sinh viên phải học ngành học môn học tin học cơ bản. Cho tới khi thực sự Covid xảy ra thì lúc đó mới là một cái cú hích mà để triển khai đồng bộ cho toàn trường. Thì hiện nay thì các môn học đều đưa lên trang học trực tuyến của nhà trường với những cái thiết kế mà thầy cô và sinh viên đều có thể theo dõi được. Thì với cái hệ thống đó thì các thầy cô đánh giá được là quá trình học theo từng buổi một, các thầy cô đánh giá được số lượng tương tác của sinh viên, các thầy cô đánh giá được mức độ hài lòng của sinh viên. Và hiện nay thì nhà trường sử dụng các phần mềm rất là thông dụng, ví dụ như MF Steam là những cái phần mềm mà để mà livestream với là sinh viên, rồi cải tạo nâng cấp cái hệ thống hạ tầng như là mạng internet, rồi cải tạo nâng cấp cái hệ thống LMS nó tốt hơn. Hiện nay, sinh viên Văn Lan học tập trên phần mềm MS Team kết hợp trang học trực tuyến e-learning. Về phần mình, sinh viên khóa 27 hãy chuẩn bị máy tính hoặc điện thoại kết nối Internet để bắt đầu việc học online hiệu quả nhé. Bây giờ, hãy đến với các bước tham gia lớp học trên MS Team nha. Đầu tiên, khóa 27 cần cài đặt ứng dụng Microsoft Teams trên máy tính hoặc điện thoại. Tất cả các lớp học hoặc hội họp online của trường Đại học Văn Lang đều được tổ chức trên ứng dụng này. Để tìm kiếm lớp học, sinh viên có thể dùng hai cách. Cách 1, bạn sử dụng email mà nhà trường cấp để đăng nhập vào phần mềm MS Team. Sinh viên đã được thêm vào các nhóm của từng môn học. Các bạn click chọn vào lớp học tương ứng theo thời khóa biểu. Cách 2, bạn đăng nhập vào email sinh viên, kiểm tra hộp thư đến, click vào tin nhắn thông báo lớp học và truy cập vào đường link trong tin nhắn. Sau khi truy cập vào các đường link lớp học, để vào lớp, bạn chỉ cần chọn Join hoặc Tham gia ở góc phải màn hình. Sau đó, bạn cài đặt các hiệu ứng cần thiết và click chọn Join Now hoặc Tham gia ngay. Song song với các lớp học trên MS Teams, sinh viên sẽ kết hợp học trên hệ thống e-learning. Đầu tiên, bạn truy cập vào website elearning.vanlanuni.edu.vn. Chọn Login ở góc phải màn hình. Bạn đăng nhập vào hệ thống bằng email sinh viên. Trong giao diện trang e-learning, sinh viên xem thông tin toàn bộ về các khóa học của mình. Click chọn vào lớp học cần tìm để xem thông tin môn học, đề cương chi tiết học phần, tài liệu học tập, các bài tập cần hoàn thành và tài liệu tham khảo mà giảng viên cung cấp.
Và sau đây sẽ là các bí kíp để các bạn học online hiệu quả hơn. Xin chào các bạn sinh viên K27. Với sự diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thì xu hướng học tập trực tuyến không chỉ còn là giải pháp tình thế tạm thời mà sẽ trở thành xu hướng của các trường đại học trên toàn thế giới. Sau đây, thầy sẽ chia sẻ cho các bạn một số phương pháp học tập online hiệu quả. Thứ nhất là có tinh thần tự giác học tập và giữ vững động lực. Thứ hai là xây dựng một không gian học tập riêng tư. Thứ ba là có kế hoạch học tập rõ ràng. Cái việc xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng và chi tiết là một trong những cách học online hiệu quả nhất. Thứ tư là các bạn sẽ tích cực tham gia, trao đổi và thảo luận bằng câu hỏi. Thứ năm là các bạn hãy thường xuyên luyện tập. Thứ sáu là hãy chăm lo cho sức khỏe và giữ một tinh thần lạc quan, thì chắc chắn sẽ đem lại cho các bạn một kỳ học online hiệu quả và không kém phần thú vị. Xin chào các bạn tân sinh viên của trường Đại học Văn Lang. Học kỳ này chúng ta sẽ cùng trải nghiệm hình thức học online. Cô biết một số bạn vẫn còn đang khá là bối rối và chưa quen với hình thức học này. Nhưng các bạn hãy yên tâm, bởi vì các thầy cô của trường Văn Lang sẽ luôn đồng hành hỗ trợ để các bạn có thể dần thích nghi và học tập hiệu quả. Các bạn cần phải có tinh thần lạc quan, bởi vì học online cũng chỉ là một hình thức học mà thôi. Nó sẽ không làm cho nội dung bài học trở nên nhiều hơn hay khó hơn đâu. Cuối cùng, cô xin chúc các bạn và gia đình thật là nhiều sức khỏe. Chúc các bạn có một năm học thật là nhiều niềm vui và học được thêm nhiều kiến thức bổ ích ở trường Văn Lang nhé. Chào đón sinh viên khóa 27 đến với những giờ học đầu tiên tại Văn Lang. Các bạn đừng lo lắng khi bắt đầu học tập qua những giờ học online. Nhà trường sẽ đồng hành để hỗ trợ sinh viên hòa nhập với môi trường đại học. Nếu không tra cứu được theo khóa biểu hoặc có những thắc mắc khác, bạn liên hệ phòng đào tạo. Nếu cần hỗ trợ về tài khoản mail, MS Team, bạn liên hệ phòng công nghệ thông tin. See you! Hẹn gặp lại các bạn tại lớp học!